Rana xin chào mọi người. Kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2021, chúng ta có những câu trả lời được cập nhật như sau. Dành cho phiên bản 100 câu. Câu 28 là Joe Biden, tên của Tổng thống Hoa Kỳ. Câu 29 là Kamala Harris, tên của Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Còn phiên bản 128 câu là câu 38, Joe Biden. Câu 39, Kamala Harris.